Haseo, xin chào tất cả các bạn. Buổi học ngày hôm nay của chúng ta là buổi học đầu tiên của tuần thứ 3 trong cái môn Chokuban Kukko Mun Verb Y. Và buổi học ngày hôm nay cũng có sự tham gia của thầy giáo Hơ Tông Hoan. Thế và chúng ta sẽ đi vào cái cấu trúc ngữ pháp đầu tiên của bài ngày hôm nay. Đó là cấu trúc mô mua ư rìa miên, tức là nếu muốn hay là nếu định làm một cái việc gì đó. Đây chính là cái tổ hợp, tức là sự kết hợp giữa hai cái cấu trúc mà các bạn đã được học rồi, đó là mùa mua rìa cô ha tà và mùa mua ư miên. Và nó kết hợp lại với nhau thì nó là mùa mua ư rìa miên. Cấu trúc này thì chúng ta kết hợp với cả thân động từ, thế và nó không có cái biến đổi gì đặc biệt cả. Nếu như cái động từ đó không có bạt chim, tức là không có phụ âm cuối, thì nó sẽ kết hợp thẳng với động từ rìa miên, kết hợp thẳng với động từ. Còn nếu như cái động từ đó có bạt chim thì nó sẽ thêm vào mồ mô ư rìa miên. Thế và bây giờ thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lượt các ví dụ nhé. Nghe ý câu chữ xé đó. 여기에서 시장에 가려면 어떻게 가야 합니까? 시장에 가려면 버스를 타고 가야 합니다. 네, 한 문장씩 다시 읽으시고 여러분이 따라해 보세요. 네. 여기에서 시장에 가려면 어떻게 가야 합니까? 여기에서 시장에 가려면 어떻게 가야 합니까? 시장에 가려면 버스를 타고 가야 합니다. 시장에 가려면 버스를 타고 가야 합니다. 여기에서 시장에 가려면 어떻게 가야 합니까? Đây là một câu mà các bạn có thể sử dụng để hỏi đường khi mà muốn đi đến đâu đó. 여기에서 tức là gì nhỉ? Từ đây mà 시장에 가려면, nếu mà định hay là muốn đến chợ thì 어떻게 가야 합니까? Tôi sẽ phải đi như thế nào, đúng không? Các bạn có thể thay cái từ 시장 này vào những cái địa danh mà chúng ta muốn hỏi đường. Ví dụ như là muốn đến bưu điện chẳng hạn là gì nhỉ? Uchekuk. Uchekuk. Uchekuk hay là muốn đến ngân hàng chẳng hạn thì là gì nhỉ? Ngân hàng. Hay là muốn đến rạp chiếu phim chẳng hạn thì là gì? Cực trang. Cực trang, đúng rồi. Hay là muốn đến công viên. Công nguồn nè, cả địa miền. Hay là gì? Bệnh viện chẳng hạn là gì nhỉ? Phiêng nguồn. Phiêng nguồn nè, cả địa miền. 시장에 가려면 버스를 타고 가야 합니다. Nếu mà muốn đi đến chợ thì 버스를 타고 가야 합니다. Phải đi bằng xe buýt, phải lên xe buýt và đi, chứ không thể đi bộ được. Chúng ta chuyển sang những cái ví dụ tiếp theo nhé. 네, 허동환 선생님 좀 읽어주세요. 한국에서 물건을 싸게 사려면 어떤 시장에 가야 해요? 남대문 시장이나 동대문 시장에 가야 해요. 네, 여러분 선생님을 따라 한번 해보세요. 한국에서 물건을 싸게 사려면 어떤 시장에 가야 해요? 한국에서 물건을 싸게 사려면 어떤 시장에 가야 해요? 남대문 시장이나 동대문 시장에 가야 해요. 남대문 시장이나 동대문 시장에 가야 해요. 가야 해요. 가야 해요. 한국에서 물건을 싸게 사려면 라지냐? 한국에서 물건 라 hàng hóa hay là đồ vật ấy, một cái từ chỉ nói chung. Các bạn nhớ là cái từ xa tà, cái từ rẻ, động từ rẻ này thì nó là xăng xiọt, thế cho nên các bạn phải đọc mạnh lên một chút. Xa tà. Khi mà nếu mà nói là xa tà bình thường thì nó đã trở thành từ khác bao giờ, đúng không? Là từ mua. Đây này, ngay trong cái từ này nó đã có bản thân, nó đã có hai cái từ xa tà và xa tà. Chúng ta phải đọc chuẩn thì mới có thể phân biệt được nghĩa. Nếu mà muốn mua đồ rẻ ở Hàn Quốc thì 어떤 시장에 가야 해요? Chúng ta phải đến cái chợ nào? 어떤 시장 là chợ nào?
Nam Tae-mun Si-jang이나 Dong Tae-mun Si-jang에 가야 해요. À, các bạn phải đi đến chợ Nam Tae-mun hay là chợ Dong Tae-mun. Momo i-na hoặc đúng không? Hay là hay. Ví dụ tiếp theo. Để 선생님 읽어주세요. 몸을 잘 관리하려면 어떻게 해야 합니까? 몸을 잘 관리하려면 열심히 공부해야 합니다. 아, 운동해야 합니다. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 몸을 잘 관리하려면 어떻게 해야 합니까? 몸을 잘 관리하려면 어떻게 해야 합니까? 몸을 잘 관리하려면 열심히 운동해야 합니다. 몸을 잘 관리하려면 열심히 운동해야 합니다. 몸을 잘 관리하려면 라지냐? 관리하다 là quản lý đúng không? Cái từ nguyên nghĩa của nó là quản lý. Quản lý. Thế nhưng mà ở đây 몸을 잘 관리하려면 라지냐? Nếu như mà bạn định giữ gìn sức khỏe hay là rèn luyện cơ thể tốt chẳng hạn, chúng ta có thể dịch là như vậy. Mom là cơ thể. Oteutge haeya hamnikka? Thì tôi sẽ phải làm gì? Sẽ phải làm như thế nào? Momul jal gwanrihareumyeon yeonseumi undong haeya hamnida. Undong hada là gì nhỉ? Tập thể dục. Thì nếu như mà muốn giữ gìn sức khỏe tốt thì bạn phải tập luyện hay là phải tập thể dục chăm chỉ. Chúng ta sang một ví dụ nữa, một số ví dụ nữa. 네, 선생님 읽어주세요. 외국어를 잘 공부하려면 그 나라에 유학 가는 것이 좋겠어요. 제 생각에는 아무 데서나 열심히 공부하면 돼요. 사장님을 만나려면 언제쯤 오면 될까요? 만나려면 아침에 일찍 오셔야 합니다. 네, 다시 한번 따라해 보세요. 외국어를 잘 공부하려면 그 나라에 유학 가는 것이 좋겠어요. 외국어를 잘 공부하려면 그 나라에 유학 가는 것이 좋겠어요. 제 생각에는 아무 데서나 열심히 공부하면 돼요. 제 생각에는 아무 데서나 열심히 공부하면 돼요. 사장님을 만나려면 언제쯤 오면 될까요? 사장님은 만나려면 언제쯤 오면 될까요? 만나려면 아침에 일찍 오셔야 합니다. 만나려면 아침에 일찍 오셔야 합니다. 오셔야 합니다. 오셔야 합니다. 오셔야 합니다. 그래서 외국어를 잘 공부하려면 외국어 là gì các bạn nhỉ? Đó là ngoại ngữ.외국인 là gì nhỉ? Người nước ngoài, đúng không? 외국 là nước ngoài, thế và 외국어 là ngoại ngữ. 잘 공부하려면 그 나라에 유학 가는 것이 좋겠어요. Nếu mà định học giỏi ngoại ngữ thì 그 나라에 유학 가는 것이 nếu mà đến được cái nước đến cái nước đó du học được thì sẽ rất là tốt. 유학 가다 là du học. 제 생각에는 아무 데서나 열심히 공부하면 돼요. 제 생각에는 là gì? Theo suy nghĩ của tôi, đúng không? Theo suy nghĩ của tôi là 아무 데서나 là bất cứ ở đâu hay là dù là ở đâu, 열심히 공부하면 돼요. Các bạn dù là ở đâu nhưng mà bạn cứ chăm chỉ học chăm chỉ là được. 사장님을 만나려면 언제쯤 오면 될까요? Nếu mà muốn gặp giám đốc thì 언제쯤 오면 될까요? Khoảng lúc nào tôi đến thì được, khoảng khi nào tôi đến thì được. 만나려면 아침에 일찍 오셔야 합니다. Nếu mà anh muốn gặp thì 아침에 vào buổi sáng, anh phải đến sớm từ buổi sáng. 오셔야 합니다 là cái kết hợp của giữa cái si và cái cấu trúc 모모 아여 야 하다 đúng không? Đó là toàn bộ cái ví dụ của
cấu trúc mua ư hiềm nhân muốn, nếu muốn hay là nếu định là việc gì. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang cấu trúc thứ hai trong bài ngày hôm nay, đó là mua tà ca. Tà ca này sẽ kết hợp với động từ, thế và nó sẽ sử dụng trong những cái trường hợp là khi mà bạn đang làm một cái hành động gì đó, đang làm một cái việc gì đó thì có một cái hành động khác xen vào, xảy ra xen vào giữa, thì khi đó chúng ta có thể dịch là trong khi đang làm gì đó thì làm một cái việc gì khác chẳng hạn. Các bạn xem ví dụ cụ thể nhé, và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lượt các ví dụ. 네, 선생님 읽어 주세요. 연락을 언제 받았어요? 오늘 공부하고 있다가 전화가 왔어요. 네, 여러분 따라해 보세요. 연락을 언제 받았어요? 연락은 언제 받았어요? 오늘 공부하고 있다가 전화가 왔어요. 연락 là liên lạc đúng không các bạn? 연락을 언제 받았어요? À, anh đã nhận được liên lạc từ khi nào? 오늘 공부하고 있다가 전화가 왔어요. 전화가 왔어요. 전화를 받았어요. 네, 전화, 네, 전화를 받았어요. 아, 그리고 전화가 왔어요. 그 hai trường hợp này chúng ta đều có thể dùng được một đằng là điện thoại đến và một đằng là nhận được điện thoại. 오늘 공부하고 있다가, à, tôi hôm nay tôi đang học thì điện thoại đã đến, hay là chúng ta có thể thay là 전화를 받았어요, là tôi đã nhận được điện thoại. Ví dụ tiếp theo, và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Nghe câu chuyện. 근무 시간 아직 안 끝났는데 왜 여기 있어요? 일을 하다가 배가 고파서 배가 아파서 집에 왔어요. 배용준 배우를 어떻게 만났어요? 방송국에 가다가 우연히 만났어요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 근무 시간 아직 안 끝났는데 왜 여기 있어요? 근무 시간 아직 안 끝났는데 왜 여기 있어요? 일을 하다가 배가 아파서 집에 왔어요. 일은 하다가 배가 아파서 집에 왔어요. 배용준 배우를 어떻게 만났어요? 배용준 배우는 어떻게 만났어요? 방송국에 가다가 우연히 만났어요. 방송국에 가다가 우연히 만났어요. 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 근무 시간 아직 안 끝났는데 왜 여기 있어요? Câu này chắc các bạn đã hiểu hết rồi đúng không? Bởi vì là không có từ nào mới cả. Giờ làm việc vẫn chưa kết thúc, thế nhưng mà tại sao anh lại ở đây? 일을 하다가 배가 아파서 집에 왔어요. 일을 하다가 đang làm việc. Rồi thì tôi bị đau bụng, 배가 아파서. Thế cho nên là tôi đã về nhà, 집에 왔어요. 배용준 배우를 어떻게 만났어요? Đây là một diễn viên nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc, chắc các bạn cũng biết đúng không? Bae Yong Jun, làm thế nào mà bạn đã gặp được diễn viên Bae Yong Jun vậy, đúng không? Bangseong-guk-e gadaga uyeonhi manasseoyo. Bangseong-guk là gì nhỉ? Đài truyền hình. Tôi đến đài truyền hình và uyeonhi là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đã gặp. Chúng ta chuyển sang những cái ví dụ tiếp theo. 네, 선생님 읽어주세요. 어제 몇 시에 잤어요? 몰라요. 책을 읽다가 잤어요. 대학에 다니다가 왜 휴학했어요? 군대에 가야 하기 때문입니다. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 어제 몇 시에 잤어요? 어제 몇 시에 잤어요? 몰라요. 책을 읽다가 잤어요. 몰라요. 책을 읽다가 잤어요. 대학에 다니다가 왜 휴학했어요? 대학에 다니다가 왜 휴학했어요? 휴학? 휴학.
있습니다. 군대에 가야 하기 때문입니다. 군대에 가야 하기 때문입니다. 아, 언제 몇 시에 xin lỗi các bạn, oje messie chặt sợ là gì nhỉ? Ngày hôm qua bạn đã ngủ vào lúc mấy giờ? 몰라요. 책을 읽다가 잤어요. Tôi không biết bởi vì 책을 읽다가 tôi đọc sách rồi thì đã ngủ mất đúng không? 대학교 다니다가 왜 휴학했어요? 휴학 là gì nhỉ? Là nghỉ học giữa chừng đúng không? Trong tiếng Việt của chúng ta có thể gọi là bảo lưu. Bảo lưu. Tại sao mà đang đi học đại học mà bạn lại nghỉ giữa chừng như vậy? 군대 가야 하기 때문입니다. 군대 là 군대 가다 là gì? Là quân đội. Là phải đi bộ đội. Quân đội. Bởi vì tôi phải đi bộ đội. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của cái cấu trúc mùa mưa tà ca. Chúng ta sẽ chuyển sang một cấu trúc tiếp theo. Đó là mùa mưa nên khí đi tà. Cái cấu trúc này nó sẽ kết hợp với cả thường là sẽ kết hợp với động từ ca già hay là ô tà để biểu hiện là bạn đang đi trên đường đến đâu đó. Thế và chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể. Nè, 어떤 선생님이 이끌어 주시겠습니다. 어디에 가는 길이에요? 집에 가는 길입니다. 어제 길에서 만났는데 어디에 가는 길이었어요? 영화를 보러 가는 길이었어요. 은행에 가는 길이세요? 아니요. 은행에 갔다가 회사에 돌아오는 길입니다. 네, 여러분 한번 따라해보세요. 어디에 가는 길이에요? 어디에 가는 길이에요? 집에 가는 길입니다. 집에 가는 길입니다. 어제 길에서 만났는데 어디에 가는 길이었어요? 어제 길에서 만났는데 어디에 가는 길이었어요? 영화를 보러 가는 길이었어요. 영화를 보러 가는 길이었어요. 은행에 가는 길이세요? 은행에 가는 길이세요? 아니요. 은행에 갔다가 회사에 돌아오는 길입니다. 아니요. 은행에 갔다가 회사에 돌아오는 길입니다. 그래서 어디에 가는 길이에요? Bạn đang trên đường đi đâu đấy? Đúng không? Nếu mà chúng ta dịch theo đúng như các cái từng từ của nó thì nó cũng có nguyên nghĩa như vậy thôi. 어디에 가는 길이에요? Bạn đang trên đường đi đâu đấy? 집에 가는 길입니다. Tôi đang trên đường đi về nhà. 어제 길에서 만났는데 어디에 가는 길이었어요? 어제 길에서 만났는데 là gì nhỉ? Ngày hôm qua thì chúng ta đã gặp nhau ở trên đường, đúng không? 길 là đường. 어디에 가는 길이었어요? Vì là ngày hôm qua thì cho nên là chúng ta phải để cái cấu trúc này ở dạng quá khứ. Bạn lúc đó là bạn đang ở trên đường đi đâu vậy? 영화를 보러 가는 길이었어요. Tôi đang trên đường đi xem phim. 은행에 가는 길이세요? 아니요. 은행에 갔다가 회사에 돌아오는 길입니다. 은행 là ngân hàng đúng không? Anh đang trên đường đi đến ngân hàng có phải không? Không. 은행에 갔다가 회사에 돌아오는 길입니다. 은행에 갔다가 có nghĩa là gì nhỉ? Đang trên đường tới ngân hàng. Tôi đã đến ngân hàng rồi. Gatta tức là đến rồi đúng không? Thế và nó là tức là bạn đã đến rồi và bạn đã đang trên đường quay về công ty. 회사에 돌아오는 길입니다. Tôi đã đến ngân hàng và trên đường quay trở về công ty. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái dạng kết hợp khác trong cái cấu trúc mùa mưa nên kỳ đi tà này. Nó sẽ mùa mưa nên kỳ có thể kết hợp thêm với cái tiểu từ e, tức là mùa mưa nên kỳ đề, hoặc là thêm cái cấu trúc là mùa mưa ư niên tê, để chúng ta có thể kết hợp thêm được nhiều những cái tình huống khác nhau hơn. Thế và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe cái ví dụ đầu tiên nhé. Đây câu chuyện đó.
시장에 가는 길에 아이스크림을 하나 사줄래요? 그래요, 사줄게요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 시장에 가는 길에 아이스크림을 하나 사줄래요? 시장에 가는 길에 아이스크림은 하나 사줄래요? 그래요, 사줄게요. 그래요, 사줄게요. 사줄게요. 시장에 가는 길에, các bạn thấy là nên kìl nó sẽ nó đã không đứng ở vị trí cuối câu nữa đúng không? Mà bây giờ nó đã ở vị trí giữa câu. Thế cho nên là các bạn kết hợp với e là trên đường đi đến chợ thì ice creamer hana sajulleo. Anh có thể mua hộ tôi hay là mua cho tôi một cái kem được không? Ice cream. Đây chính là từ người ta phiên âm từ tiếng Anh sang mượn của tiếng Anh. Ice cream 하나 사줄래요? Anh có thể mua cho tôi một cái kem được không? 그래요, 사줄게요. Được rồi, tôi sẽ mua cho, 사줄게요. Ví dụ tiếp theo. 네, 선생님 읽어주세요. 산책 가는 길인데 같이 갈래요? 저는 바쁜 일이 있는데 다음에 갈게요. 언제 만날 수 있어요? 지금 학교에 가는 길인데 30분 후 학교 앞에서 만날까요? 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 산책 가는 길인데 같이 갈래요? 산책 가는 길인데 같이 갈래요? 저는 바쁜 일이 있는데 다음에 갈게요. 저는 바쁜 일이 있는데 다음에 갈게요. 언제 만날 수 있어요? 언제 만날 수 있어요? 지금 학교에 가는 길인데 30분 후에 학교 앞에서 만날까요? 지금 학교에 가는 길인데 30분 후에 학교 앞에서 만날까요? 산책 가는 길인데 같이 갈래요? Các bạn thấy ở đây đã có sự kết hợp với cả niên kil thế và với cả in tề là gì nhỉ? Sanchekata là gì nhỉ? Đi dạo. Tôi đang trên đường đi dạo. Katchi galleo, anh có đi cùng không? Hay là bạn có đi cùng không? 저는 바쁜 일이 있는데 다음에 갈게요. Các bạn nhớ là đây là câu khẳng định và câu trả lời, thì cho nên là chúng ta không đọc lên giọng. Không đọc là đọc lên giọng thì nó sẽ biến thành câu hỏi mất, thế cho nên là chúng ta phải đọc ngang giọng thôi. 저는 바쁜 일이 있는데 다음에 갈게요. Tôi có việc bận, thế cho nên là 다음에 갈게요, tôi lần sau, đến lần sau thì tôi sẽ đi cùng. Cái 바쁜 일, các bạn thấy ở đây 바쁘다 là bận đúng không? Thế và nó đã chuyển lên đằng trước 일 và nó là ở đây nó có cái dạng là gọi là gì nhỉ, định ngữ việc bận, thì đã thêm cái niền vào cái động từ cái tính từ 바쁘다. 언제 만날 수 있어요, khi nào thì chúng ta có thể gặp nhau được. 뭐 뭐 liền 수 있다 là gì nhỉ, có thể. Thế và cái ngược lại của cấu trúc này là gì? 리엔 수 없다. 리엔 수 없다. 리엔 수 없다. 뭐 리엔 수 없다. Tôi ghi sang đây cho các bạn. 지금 학교에 가는 길인데 30분 후 학교 앞에서 만날까요? Bây giờ thì sao nhỉ? Tôi đang trên đường đi đến trường. 학교에 가는 길인데 30분 후에 학교 앞에서 만날까요? Sau 30 phút nữa thì chúng ta gặp nhau ở trước cổng trường có được không? 학교 앞에서 만날까요? Các bạn có thể lấy cho tôi một vài ví dụ trong cái trường hợp này được không? 예문 하나 만들어 주세요. 병원에 가는 것은 길이에요.
네, 다시 한 번요. 병원에 가는 것은 길이에요. 병원에 가는 이 가는 길이에요. là gì nhỉ? Tôi đang trên đường đi đến bệnh viện. Được không? À, chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc tiếp theo. Mùa mùa nên tèo và mùa mùa ư niên tèo, tức là mà hay là nhưng mà, tùy theo từng cái ngữ cảnh mà chúng ta sẽ dịch những cái đuôi câu này cho nó linh hoạt, bởi vì rất là khó mà có thể có gắn cho nó một cái nghĩa cố định, bởi vì trong tiếng Việt của chúng ta nó cũng cái cách nói khác với cả tiếng Hàn, để cho tùy từng tình huống, tùy từng ngữ cảnh mà các bạn sẽ có những cái cách dịch cho nó mềm mại hơn. Và nếu như trước đây chúng ta đã học là mùa muội ư niên tê và nân tê đứng ở vị trí giữa câu, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái cấu trúc này khi nó ở vị trí cuối câu, thế và gắn với cái đuôi câu kính trọng là yo. Các bạn cùng nghe thầy Hồ Tông Hoan đọc các ví dụ nhé. Nè, xin xin câu chia sẻ. 숙소가 같은 방향인데 같이 갑시다. 오늘 제가 약속이 있는데요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 숙소가 같은 방향인데 같이 갑시다. 숙소가 같은 방향인데 같이 갑시다. 오늘 제가 약속이 있는데요. 오늘 제가 약속이 있는데요. 숙소가 같은 방향인데 같이 갑시다. 숙소 là nơi ở nói chung chứ không không xác định rõ là nhà hay là gì cả. 같은 방향인데, 방향 là phương hướng, tức là hướng đó. 같은 방향, 같아 tức là giống nhau hay là cùng đó, giống nhau. 숙소가 tức là nơi ở của chúng ta cùng một hướng. 같이 갑시다. Hãy cùng đi, chúng ta hãy cùng đi. 오늘 제가 약속이 있는데요. Nhưng mà hôm nay tôi lại có hẹn nữa rồi. Chúng ta có thể dịch là như vậy. Các bạn sẽ chuyển sang những cái ví dụ tiếp theo nhé. Nè, hơi tông hoan xin câu chia sẻ. 심심한데 술 한 잔 할래요? 저는 술을 못 마시는데요. 밖에 나가려면 옷을 따뜻하게 입어요. 날씨가 춥지 않은데요. 좋은 사람을 소개해 드릴게요. 고맙습니다만 저는 남자친구가 있는데요. 우체국이 어디에 있는지 알아요? 잘 모르겠는데요. 네, 여러분, hãy thử đọc theo thầy Hơ Tông Hoan một lần nữa nhé. 네, 선생님 다시 읽어주세요. 심심한데 술 한 잔 할래요? 심심한데 술 한 잔 할래요? 저는 술을 못 마시는데요. 저는 술을 못 마시는데요. 저는 술을 못 마시는데요. 저는 술을 못 마시는데요. 밖에 나가려면 옷을 따뜻하게 입어요. 밖에 나가려면 옷은 따뜻한 게 입어요. 밖에 나가려면, bạn chú ý là ở đây có hai liền. 나가려면. 나가려면. Đúng rồi, 옷을 따뜻하게 입어요. 옷을 따뜻하게 입어요. 날씨가 춥지 않은데요. 날씨가 춥지 않은데요. 좋은 사람을 소개해 드릴게요. 좋은 사람은 소개해 드릴까요? 고맙습니다만 저는 남자친구가 있는데요. 고맙습니다만 저는 남자친구 있는데요. 친구가 있는데요. 남자친구가 있는데요. 남자친구가 있는데요. 우체국이 어디에 있는지 알아요? 우체국이 어디에 있는지 알아요? 잘 모르겠는데요. 잘 모르겠는데요. Tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. 심심한데 술 한 잔 할래요? 심심하다 các bạn đã học trong bài trước rồi đúng không? Đó là khi chúng ta nói là tôi buồn, tức là tôi cảm thấy rất là rảnh rỗi bởi vì không có việc gì làm cả.
술 한잔 할래요? Rất là đang chúng ta đang rỗi rãi thế này thì cùng uống một chén rượu nhé, cùng cùng nhau đi. Người ta khi mà rủ đi uống rượu ấy thường là hay nói như vậy. 술 한잔 할래요? 저는 술을 못 마시는데요. Nhưng mà tôi lại không uống được rượu. Tôi không biết uống rượu. 밖에 나가려면 옷을 따뜻하게 입어요. Ban nãy thì tôi đã sửa cho các bạn đó là khi mà đọc, bởi vì ở đây chúng ta có hai cái liền từ, một cái là ở bát chim và một cái là ở cái từ đằng sau. Khi mà hai liền, khi mà một liền đứng riêng thì chúng ta sẽ đọc là âm r, r uốn, phải uốn lưỡi. Thế nhưng hai liền kết hợp nó thì chúng ta sẽ luyến vào thì nó sẽ là l. Thế cho nên là các bạn phải đọc rõ là 밖에 나가려면. Ở đây là tại sao nó lại có một cái liền ở dưới cái nakata? Bởi vì là ở đây nó là cái cấu trúc này, nó người ta muốn thể hiện cái thời tương lai, tức là bạn nếu mà muốn, nếu mà định ra ngoài, tức là đấy là cái việc mà chưa xảy ra. Thế cho nên là nó sẽ là liền, phải chúng ta phải thêm cái liền vào đằng trước cái mùa mùa riemien. 밖에 나가려면 나가려면 옷을 따뜻하게 입어요. Hãy mặc áo ấm vào. 따뜻하게 đúng không? Mặc một cách ấm. 날씨가 춥지 않은데요. 날씨 là gì nhỉ? Thời tiết. Thời tiết. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể nói là nhưng mà trời thì không lạnh. Không, nhưng mà trời lại không lạnh. 좋은 사람을 소개해 드릴게요. Là gì nhỉ? Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một người tốt. 소개하다 là giới thiệu. Ở đây các bạn thấy là có cái sự kết hợp giữa momo a ơ turita soke he turin keo. Đây cũng là cách mà để kính trọng cái người đối diện của chúng ta. Komapsumidaman, 저는 남자친구가 있는데요. Komapsumida là cảm ơn đúng không? Nhưng đây là thường là người ta nói komapsumida thì là một kết thúc một câu. Thế nhưng ở đây các bạn là đã kết hợp với nó nằm ở giữa câu, thế cho nên là chúng ta kết hợp với cái cấu trúc mùa mưa là chiman tuy ấy. Thế nhưng trong ở đây người ta đã gọi là lược bớt đi và nó chỉ còn là komapsumnitaman là cảm ơn. Thế nhưng mà tôi đã có bạn trai mất rồi. Namjachinku gai nindeo. Nếu mà trong văn nói, trong khẩu ngữ thì các bạn có thể lược bỏ cái ca đi, namjachinku nindeo cũng được. Thế nhưng mà trong văn viết thì chúng ta phải có ika vào thì để cho nó xác định rõ được đây là cái thành phần chủ ngữ trong câu. Ví dụ cuối cùng, 우체국이 어디에 있는지 알아요? 우체국 là gì nhỉ? Bưu điện đúng không? 우체국이 어디에 있는지, 뭐뭐는지 안다 có nghĩa là bạn có biết bưu điện ở đâu không? Nằm ở đâu không? 잘 모르겠는데요. Tôi không biết, tức là 모르다, bản thân cái từ 모르다 là đã là không biết rồi. Thế nhưng mà tức là không biết một tí gì, không biết một chút gì thì người ta thường nói là 잘 모르겠는데요. Nhưng mà tôi không biết gì cả. Chúng ta chuyển sang cái phần cuối cùng trong bài ngày hôm nay. Đó là mùa mua 으로 가다 hay là 으로 오다. Cái cấu trúc này ấy, nó sẽ khác với cái mồm mua e ka tà hay là mồm mua e ô tà ở chỗ là nó cùng với một nghĩa là đi đến đâu hay là về đâu. Thế nhưng khi chúng ta dùng mồm mua e thì thường là với một cái địa điểm rõ ràng và được xác định, và tức là có thể nói là một cái địa điểm được xác định chính xác hoặc là một cái địa điểm nhỏ. Thế còn khi mà nói mùa mua Uro Kata hay là mùa mua Uro Ota thì đó là chúng ta nói về một cái hướng nào đó hoặc là một cái địa điểm chưa được xác định cụ thể, chưa được xác định chính xác, một cái địa điểm lớn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng là mùa mua Uro Kata hay là mùa mua Uro Ota. Thế và các bạn sẽ xem những cái ví dụ cụ thể của trường hợp này nhé. Nè, hơi thông qua sân nhìn ít cơ chú xéo. 지금 어디로 갈까요? 도시 중심으로 갑시다. 그 친구가 어디로 갔어요? 버스 정류장으로 갔어요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 지금 어디로 갈까요?
지금 어디로 갈까요? 도시 중심으로 갑시다. 도시 중심으로 갑시다. 중심. 도시 중심으로 갑시다. 도시 중심으로 갑시다. 도시는 그럼 안 쓰는데 안 쓰. 시내. 네. 중심으로. 네네. 시내. 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 Các bạn có thể đổi là 도시 tức là thủ đô hay là thành phố, đô thị đó. Thế nhưng trong trường hợp này thì như thầy Thơ Tông Hoan nói, nếu như chúng ta nói là 시내 tức là trong thành phố, 시내 중심 là đi vào trung tâm thành phố, thì nó cái câu nó sẽ nghe nó thuần hàn hơn. 그 친구가 어디로 갔어요? 그 친구가 어디로 갔어요? 버스 정류장으로 갔어요. 버스 정류장으로 갔어요. 아, 지금 어디로 갈까요? Là gì nhỉ? Bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Chúng ta sẽ đi đâu? Tức là khi mà bạn chưa hề xác định được phương hướng hay là cái địa điểm mà mình sẽ đến ấy. Nếu mà khi nói là OTA thì câu trả lời của nó cũng sẽ phải là OTA Kata. Thế nhưng khi đó là một cái địa điểm xác định rồi. Thế và đây ý tức là hỏi là chúng ta đi về cái hướng nào? Thì là các bạn sẽ nói là Otiro Kankayo Sine Chungsimuro Kapsida. Là gì nhỉ? Là chúng ta đi vào phía, đi hãy đi về phía trung tâm thành phố. Trung sim là trung tâm. Đây cũng là một cái từ xuất phát từ tiếng Hán. Tô si thì như ban nãy tôi đã nói có nghĩa là thành phố. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta dùng sine thì nghe nó sẽ thuận hơn. Sine trung simuro gapsida. Cứ chinguga odiro gatsoyo. Cái bạn đó đã đi đâu rồi, đã đi về hướng nào rồi đúng không? 버스 정류장으로 갔어요. Anh ta đi về hướng bến xe buýt 버스 정류장. Chúng ta chuyển sang cái ví dụ tiếp theo. Nè, 선생님 한번 읽어주세요. 언제 서울로 오세요? 다음 달에 서울로 돌아오겠습니다. 병원이 어디예요? 오른쪽으로 가시면 보입니다. 어디로 놀러 갈까요? 바다 쪽으로 갑시다. 아, và bây giờ các bạn hãy đọc theo thầy một lần nhé. 언제 서울로 오세요? 언제 서울로 오세요? 다음 달에 서울로 돌아오겠습니다. 다음 달에 서울로 돌아오겠습니다. 병원이 어디예요? 병원이 어디예요? 오른쪽으로 가시면 보입니다. 오른쪽으로 가시면 보입니다. 어디로 놀러 갈까요? 어디로 놀러 갈까요? 바다 쪽으로 갑시다. 바다 쪽으로 갑시다. 언제 서울로 오세요? 아, khi nào thì anh sẽ tới Seoul? 다음 달에 서울에 돌아오겠습니다. 이제 nhờ 다음 달 là gì? Tháng sau. Tháng tới. Tháng sau. Tháng sau. Tháng sau thì tôi sẽ quay lại Seoul. 돌아오다 tức là quay lại. 병원이 어디예요? Bệnh viện thì ở đâu, đúng không? 오른쪽으로 가시면 보입니다. 오른쪽 오른 là bên phải. Thế còn bên trái. Đúng rồi, bên trái là bên chốt, còn chốt nó là cái từ chỉ phương hướng, tức là về phía, có thể là phía hay là hướng. Bên chốt tôi sẽ viết ở đây cho các bạn. Bên trái là bên chốt hay là bên phải là bên chốt. 오른쪽으로 가시면 보입니다. Nếu như mà anh đi về phía bên phải thì sẽ nhìn thấy 보이다, tức là sẽ nhìn thấy. 어디로 놀러 갈까요? Chúng ta đi đâu chơi bây giờ nhỉ? 바다 쪽으로 갑시다. Là gì? 바다 là biển. Chúng ta hãy đi về phía biển. Thế thường thì người Hàn có khi mà đi du lịch thì thường là đi biển hoặc là đi núi. Núi là gì các bạn nhỉ? San. San. San 쪽으로 갑시다. Đúng không?
Bạn có thể đặt cho tôi một vài ví dụ với trường hợp này không? Tham chure otiro gankayo? Tham chure otiro gankayo? Tham chure Busan chokuro gakesumida. Đó là toàn bộ những cái các cái cấu trúc ngữ pháp mà ngày hôm nay chúng ta đã học, và tôi sẽ điểm lại một số những cái điểm mà các bạn cần phải chú ý trong những cái cấu trúc ngày hôm nay. Ví dụ như cái cấu trúc đầu tiên chúng ta học là mùa mùa riemien, là nếu muốn hay là nếu định làm một cái việc gì đó, thì đây chính là hai cái cấu trúc mà kết hợp giữa mồm mồ ư đìa cô và mồm mồ ư miên. Thế và kết hợp với cả động từ. Nếu như các bạn muốn thể hiện cái thời thể ở đây, tức là cái thời quá khứ, cái việc mà tức là thời tương lai, tức là bạn muốn định làm một cái việc gì đó và bạn muốn thể hiện là cái việc đó ở trong tương lai, thì chúng ta sẽ thêm liền vào đằng trước cái rìa miên đó, thì sẽ thể hiện được rằng là đó là cái việc là cái hành động sẽ xảy ra ở thời tương lai. Ví dụ như là nếu như bạn định đi Busan chẳng hạn, thì bạn sẽ phải đặt vé tàu chẳng hạn, thì chúng ta nói như thế nào? Busan에 가려면 가려면 hoặc là 가려면, nó khác nhau ở cái phát âm á. Thì 표를 사야 됩니다. 기차 표를 사야 됩니다. Chẳng hạn là như vậy. Đặt cái liền vào thông xa. Đúng rồi, đặt liền vào đằng sau thông xa. Thế và trong trường hợp là cái cấu trúc là mùa mua e ta ca, thì các bạn phải nhớ rằng đây là cái cấu trúc mà sử dụng tức là trong khi đang làm một cái hành động gì đó và một hành động khác xảy ra xen vào, thì chúng ta không sử dụng với những hành động nào đã kết thúc. Khi mà hành động nào đã kết thúc thì chúng ta sẽ phải dùng một cái cấu trúc khác là mùa mùa hako ná sơ, hay là mùa mùa hết tà ca, tức là cũng với cái tà ca đó nhưng ở đằng trước nó sẽ phải có một cái động từ quá khứ, động từ trực quá khứ. Còn cái cấu trúc là mùa mùa nin ki đi tà, tức là trên đường đi đâu đó, thì cái cấu trúc này các bạn chỉ cần kết hợp với cả ca tà hay là ô tà, nó không có cái gì biến đổi đặc biệt cả. Thế và ngoài ra thì nó có thể kết hợp với những cái tiểu từ khác như là e hay là mùa mùa ư nên tê, để chúng ta biểu thị những cái nhiều những cái nội dung ý nghĩa hơn. Thế và trong trường hợp của mùa mùa nên tê ô và niên tê ô, thì chúng ta dùng cái này ở cái cấu trúc này ở dạng cuối câu. Thế và với cái nghĩa là mà hay là nhưng mà. Thế và mùa mùa udo cá tà hay là ô tà, thì như các bạn vừa mới học xong là chỉ phương hướng, một cái phương hướng khi mà chúng ta chưa xác định được cái địa điểm đến một cách chính xác hay cụ thể, thì chúng ta sẽ sử dụng mùa mùa udo cá tà hay là ô tà, chứ không phải là mùa mùa e cá tà hay là ô tà. Các bạn thân mến, đó là toàn bộ bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thế và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.